Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì liền dẫn cái team học viên của mình còn 3 người nữa dán mặt tí nữa mà tới. Đây là bạn Tuấn sư phạm kỹ thuật các bạn. Đây là thầy kỹ thuật đây. Thì hôm nay về nhà bạn Tuấn chơi ở Bến Tre nha. Các bạn xem anh học viên Thịnh này, anh leo cây dừa này giống như con khỉ á. Ghê không? Đi làm vừa du lịch và vui quá đúng không vậy anh? Dạ, vui. Hôm nay được trải nghiệm xuống đây là bẻ dừa. Đây lần đầu tiên luyện về miệt vườn Bến Tre nha. Bữa hôm trước đi Bến Tre đi trung tâm thôi. Thì nếu mà về nhân tạo thì không có chỗ nào bằng Sài Gòn hết á. Còn chỗ này thì thưa các bạn rất là ok. Nó khoái leo lắm. Cái gì mà biết cỏ vừa già không già đó hả? Ghê không? Nó chuyên nghiệp không? Bắt chuột không? Bắt chuột luôn. Chuột cái nào làm gì có anh đó? Dạ có chuột vừa kia sư, nhiều lắm kia sư. Ngon lắm hả? Dạ ngon hơn chuột đồng gấp mấy lần luôn. Nó bắt đắt lắm ha. Cái dừa trắng trắng hồi nãy kia sư. Nó khô mà đến thịt đến thì rất là ngon. Rồi xuống đi. Thẳng nước đó, cho nó khỏi hư. Rồi tóc lót khỏe rồi. Không sao. Xuống đất không sao. Lâm được. Đừng hái nhiều quá uống hết đâu. Mai đem vô công trường hả? Ai có buồn vậy thôi hả? Quay nó kìa. Xong rồi. Ai buồn vậy thôi mày hả? Ai buồn. Không quay nó kìa cái tay luôn á. Chơi thôi thôi bao nhiêu thôi mà. Non y cả rồi. Sợ non quá. Hả? Sợ non. Ở đây có kiến không? Có kiến không? Kiến cho chùa. Đấy. Đi đâu từ từ thôi. Nhiều quá. Đúng được. Đổi thịt. Rồi cái này mới cái mới mềm nè kia. Rồi đưa cho anh xem vừa Bến Tre. Cái mềm nè. Đó. Vừa chính gốc Bến Tre, một cái nè. Rồi liền thử mà. Dạ. Mày sao mày có miếng ủ dữ vậy? Dạ. Thử nha các bạn. Mời anh em nha. Đây. Em quay cho. Lật từ từ thôi. Dạ. Từ từ thôi anh. Tao uống đi, ngọt lắm. Dạ không, em mới uống xong. Uống nha, chặt cái chén này cho em. Dạ, cảm ơn anh Danh. Anh Danh thật là tuyệt vời. Anh lúc nào không tuyệt vời. Bởi vậy. Anh nói những cái tuyệt vời anh chị. Ở này ở miền Trung của anh liền á. Là cái này phải dài hơn chút anh liền mới thích. Ừ. Là nó dè hả liền. Tại vì tùy theo cái khẩu vụ của mỗi người. Rồi cảm ơn quý vị nha, chúng ta sẽ gặp những video sau. Chưa nữa chứ. Bạn Thảo chưa có người yêu nè, bạn Danh bữa nay mời uống à. Dạ. Quên ơi. Chết. Thảo uống đây, uống liền liền quay cho. Cô nữ kiến trúc sư tương lai nè các bạn. Uống đi. Uống ngại gì ngại. Con đây là gái miền Trung nha các bạn. Ừ nó uống à. Giống gái miền Tây ghê không? Có đâu. Cảm ơn anh nhiều em đúng chứ. Em đỡ anh nhiều rồi. Nhìn thấy người đẹp. Uống đi quay phim này đưa YouTube coi. Nè anh chặt một quả nữa Thảo à. Tao. Nào luôn anh. Lát nữa cho anh luyện uống trái dày ghê kìa. Cái trái mà mày bỏ bận dày ghê tao thích nè. Cái trái đó uống trái rồi anh. Cái buồn mà sau này bẻ. Không nhưng mà anh khoái ăn cái bận đó đó tại vì cái tay anh đau quá không cày được. Để vô lấy cái muỗng á. Đúng rồi, anh không thích mấy trái dừa non cái này. Lấy cái muỗng. Nhưng mà trái này như nó bị non mát. Đúng rồi. Nóng con người uống dừa non nó mát hơn là dừa già. Đúng rồi. Uống dừa non mát chút. Không nhưng mà anh luyện không thích, luyện lại uống thích dừa già. À, rồi Danh uống đây anh luyện qua phim nè. Dạ em thử cho cái chặt cho một trái lát nữa đem vô cho bắt xong nữa. Nào. Ngon hết. Ngon không? Rồi chào em nha. Dạ. Chào mọi người.